Hai. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bồ Đà Giò. Mình là Chào Bây Đao Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tà Ly. Hiện tại Đại Lâm đang có mặt tại sân Thuận Lợi hẻm 1811 Bùi Hữu Nghĩa, sân của Sang Pha Rang. Đại Lâm làm cái thông báo này cho tất cả mọi người nha. Vì trục trặc lý do kỹ thuật, đây là chủ nhân Sang Pha Rang và Vũ Arsenal chuẩn bị tổ chức giải 44 ngày 4 tháng 9. Vì lý do trục trặc đủ thứ, giải đã dời lại ngày khác nữa rồi các bạn ơi. Xin mọi người hãy thông cảm nha. Vũ Arsenal và Sang Pha Rang hợp tác với nhau tổ chức giải tại sân Thuận Lợi ngày 4 tháng 9. Nhưng hiện tại vì lý do trục trặc kỹ thuật và giải đã bể nữa rồi. Mong mọi người hãy thông cảm nha. Giải đã bể nữa rồi. Giải 44 của Vũ Arsenal và Sang Pha Rang tại sân Thuận Lợi ngày 4 tháng 9 chính thức tuyên bố bỏ cuộc đua. Giải đã bỏ cuộc đua. Còn đây là ông Chắc Sầu Riêng đang đi kiếm cơm và kiếm khô tại sân bóng chuyền Thuận Lợi như thế nào đây. Rồi đây là chuẩn bị kèo của Trầm Dân. Còn đây là Sang Pha Rang. Người không phổi của bóng chuyền Thuận Lợi, quê Ninh Sơn, Ninh Thuận, tuyên bố giải tan giải 4 tháng 9, dời lại ngày khác chưa biết ngày nào. Vì lý do kỹ thuật trục trặc nhiều thứ quá. Xin mọi người thông cảm nha. Rồi chia tay.